Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Phụ Tôn Kính, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả huynh đệ. Chùa Long Hương khai hội Hoa Nghiêm vào ngày 1 tây tháng 6 năm 2016. Tính đến nay đã được hơn 6 năm. Và tuần lễ sắp tới, toàn thể hội chúng con vô cùng vui mừng đón nhận bài giảng Hoa Nghiêm lần thứ 499 và bài giảng Kinh Hoa Nghiêm lần thứ 500. Qua ngần ấy thời gian với 500 bài giảng Hoa Nghiêm, Sư Phụ đã dày công khổ trí để giáo hóa dạy dỗ chúng con giáo lý Phật Đà từ cơ bản đến chuyên sâu. Đặc biệt, trong những buổi giảng gần đây, do nhân duyên hội tụ trên bản Kinh Hoa Nghiêm mà Sư Phụ đã nói được đến chỗ tột cùng của lý đạo, Sư Phụ đã hé mở cánh cửa giải thoát, hé mở được cảnh giới chứng ngộ chân thật. Toàn thể chúng con xin đê đầu đảnh lễ lại tạ thăm ân Sư Phụ với trọn lòng tôn kính và thương quý Sư Phụ rất nhiều. Hôm nay, Tăng Ni và Phật tử Chùa Long Hương đã chung tay góp sức thực hiện được 1.700 thẻ 64 ghi để chép trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm từ bài 1 tới bài 499, từ phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất cho đến phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25. Toàn thể chúng con xin đê đầu đảnh lễ, kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, kính xin Sư Phụ chứng minh. Chúng con nhất tâm cầu nguyện pháp âm của Sư Phụ được lan tỏa rộng khắp nơi nơi, lan tỏa khắp nơi khắp chốn để mang lại lợi lộc cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra khi mà giảng tới Hoa Nghiêm rồi thì phải dùng cái từ là chúng tôi rất là hài lòng, vì chỉ có bản Kinh Hoa Nghiêm này mới có thể nói được cái chiều sâu và chiều rộng của Phật Pháp đến cái gần nào. Chứ còn các bản kinh khác là chúng tôi không dám nói, vì cái lý luận của nó cũng không đủ tầm. Thành ra đã được giảng tới hôm nay là cũng 490 mấy cái buổi giảng rồi. Thì nếu như còn duy trì để giảng Hoa Nghiêm nữa thì cũng mất khoảng 6 năm nữa mới có thể xong cái bộ Hoa Nghiêm. Và theo cái hiểu biết của chúng tôi thì trong lịch sử của Phật giáo, cách đây hơn 1.500 năm trở về đây thì vẫn chưa thấy cái bản Kinh Hoa Nghiêm nào được giảng từ đầu tới cuối. Do đó tôi phát nguyện là tôi sẽ giảng hết cái bộ Hoa Nghiêm từ đầu tới cuối. Thì ngay từ đầu mình cũng đã xác nhận là cái bộ này mình sẽ giảng từ 10 năm trở lên nó mới hết. Và nếu ai mà có duyên để nghe bộ Kinh Hoa Nghiêm á, thì gần như là đã đủ tất cả những cái lý luận cơ bản cho tới chuyên sâu. Những cái quả vị tu chứng của các vị thánh hiền, của các vị Bồ Tát cho tới khi mà chứng thành Phật quả. Mặc dù là giảng chưa hết, nhưng mà trong suốt những buổi giảng vừa qua là gần như tôi đã nói được hết tất cả những cái gì mà cần thiết và chuyên môn nhất của trong Đạo Phật, là gần như mình đã trình bày được hết trong bộ Hoa Nghiêm rồi. Cho nên nếu mà giảng tiếp thì chúng ta cũng sẽ được nghe tiếp về những cái chiều chuyên sâu hơn. Chứ tôi nghĩ là Hoa Nghiêm càng lúc nó càng rất là sâu. Mà cái chuyên sâu đó thì phải nói thật là đại chúng của mình ở đây không có ai có khả năng để có thể hiểu được. Thành ra có đôi lúc mà tôi nói giống như là tôi không nói cho cõi này nghe vậy đó. Đó là một sự thật. Cho nên muốn hiểu được Hoa Nghiêm thì rất là khó. Chúng ta phải có công phu, không phải một đời mà công phu rất là nhiều đời. Và
những người nào mà phải có những cái tu chứng ở những cái tầng bậc thánh thì mới có khả năng là hiểu được một ít phần Hoa Nghiêm. Còn không thì những cái chỗ chuyên sâu thì mình nói để quý vị nghe, để gieo duyên thôi. Chứ còn nếu mà nói quý vị đủ tầm để có thể hiểu được những cái chỗ mà tu chứng ở trong bản kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta phải còn tu phải mấy ngàn đời nữa. Trên đời này thì cũng rất là khó để có thể hiểu biết và thông cảm được hết. Nhưng có điều là ở trong Hoa Nghiêm này là một trong những cái bản kinh là chứa đựng tất cả những cái gì liên quan tới Đạo Phật. Nếu ai muốn nghiên cứu Đạo Phật từ cơ bản cho tới chuyên sâu, từ cái nhìn, cái hiểu về mặt lý luận cho tới những cái công phu chuyên môn, từ cái quả vị Tu Đà Hoàn cho tới A-La-Hán, những cái quả Bồ Tát, tới các cái quả vị tu chứng, tới đẳng giác và tới quả vị Phật, thì đều có hết trong cái lý luận của bản kinh Hoa Nghiêm này. À, nếu như ai mà có cái duyên mà chúng ta nghiên cứu hoặc là chúng ta nghe giảng thì đối với chúng tôi là học Phật chỉ cần học bộ Hoa Nghiêm là đủ. Thành ra là tất cả những cái điều mà từ cơ bản cho tới chuyên sâu, những gì cần nói ở trong bộ Hoa Nghiêm là gần như là chúng ta cũng đã có cái duyên nghe lướt qua hết rồi. Nhưng mà tới lúc mà quý vị công phu á, ai ở đây mà nặng về công phu chuyên môn và chúng ta đã bắt đầu hành pháp của Phật thật sự đi vào chiều sâu của tâm linh á, thì quý vị tu tới đâu, quý vị chứng quả nào, thì quý vị học Hoa Nghiêm sẽ thấy là điều này Đức Phật đã nói lâu rồi. Thành ra là bản kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nói là một trong những cái trí tuệ giác ngộ của các vị thánh, chứ không phải trí tuệ của nhân loại mình đâu. Cái này không phải là trí tuệ của nhân loại nữa, mà là trí tuệ của các bậc thánh. Do đó nếu mà quý vị có tu á, mà quý vị đủ cái sức để có thể chứng được thánh quả tới tầng nào, thì chúng ta nghe bộ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật đã có nói. Và thật sự muốn chứng tới cái quả vị nào thì kinh Hoa Nghiêm cũng đã hướng dẫn cái cách tu tập để chứng tới quả vị đó. Cho nên trong đời này chúng ta phải nói một cái câu là chúng ta có cái duyên may để được học bản kinh này. Chứ còn các đạo tràng khác thì chắc chắn là không có được cái duyên như thế này. Và đó cũng là cái tâm nguyện của chúng tôi trong đời này. Chúng tôi cũng thường lễ Phật để xin là cho tôi còn có thể tồn tại tiếp tục để tôi có thể giảng hết bản kinh Hoa Nghiêm. Cho nên những tăng ni và Phật tử nào mà có cái duyên để được học cái bản kinh Hoa Nghiêm này thì chúng tôi mong là quý vị nên học từ đầu tới cuối lại. Một lần chúng ta nghe không hiểu thì chúng ta nên nghe nhiều lần. Những cái điều mà cần thiết để mà có thể đạt ngộ giải thoát thì trong bản kinh Hoa Nghiêm không có thiếu. Thì ra tôi phát tâm tôi giảng tới hết. Thì cũng mong là cái duyên này chúng ta có thể còn tiếp tục được học. Lúc nào chúng tôi cũng mong mỏi như vậy. Thì cũng cầu nguyện trên chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát và cùng các vị giác ngộ từ ngàn xưa, cũng như các vị Long Thiên Hộ Pháp, hãy gìn giữ, bảo hộ để cho cái đạo tràng Hoa Nghiêm được diễn thuyết tại nơi đây được thành tựu viên mãn từ đầu cho tới cuối, không bỏ sót bất kỳ cái đoạn kinh nào, để cho thứ nhất là trong loài người của chúng ta có cái cơ hội để học được chánh pháp sâu màu của chư Phật đã để lại. Và mong rằng tất cả những cái lời giảng học ở trong bản kinh Hoa Nghiêm sẽ khai mở được trí tuệ của tất cả những người có duyên nghe được, hiểu, thâm nhập và sống được với cái cảnh giới hiện tiền ở nơi hiện thực này. Thì đó là cái tâm nguyện của tất cả chúng ta. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử có mặt trong đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay, cũng như các Phật tử đã nghe trong cái hệ thống live stream
chùa Long Hương và Phật tử các nơi nghe tin này, thì chúng ta đồng hướng tâm để cầu nguyện cho mọi việc học Kinh Hoa Nghiêm đều được thành tựu viên mãn. Và cũng thành tâm cầu nguyện trên chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền chứng minh và gia hộ cho cái sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử in mấy cái thẻ này trong đợt đầu. Thì quý vị cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc của mình nhân cái phước lành bố thí pháp này, quý vị cùng thân bằng của mình, những người tại tiền thì được tăng phúc tăng thọ, những người quá vãng thì nhân cái phước lành này mà được tự do tự tại lui tới các đạo tràng, lui tới tất cả các cõi để được nghe pháp, nghe kinh, thấu hiểu chân lý, rủ sạch tất cả những trần cấu vô minh để siêu sanh về cảnh giới an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả các đạo tràng, các tăng ni, các Phật tử ở các nơi muốn có được cái thẻ kinh này thì nên liên hệ tới tri khách của chùa là cái số điện thoại 0906 258 258, và số của chú Thiện Huệ là 0986 238 8893 là số của chú Thiện Huệ. Thì cái quý vị mà trong cái kỳ này được Phật tử phát tâm cúng dường thì trong cái đợt 1850, nếu mà còn thiếu chúng tôi sẽ bổ túc cái tiền thêm để gọi là pháp thí 1850 thẻ đầu tiên. Và sau đó có ai đăng ký để nghe thêm thì lúc đó tính sao. Cho nên cũng tiện đây thì thông báo hết cho tất cả tăng ni và Phật tử. Chúng ta nên có cái thẻ này và thêm cái gì đó. Cái này phải có cái đầu USB, có cái máy nhỏ vân vân, quý vị đều có thể nghe được rất là tiện lợi mọi nút mọi nơi. Cái máy Trung Quốc nhỏ nhỏ thêm nữa thì càng tốt. Giờ đây chúng con xin thỉnh sư phụ bước xuống, sư phụ đặt tay lên trên những phần thẻ, sư phụ chứng minh cho Phật tử cúng dường được trọn phần công đức. Kính xin toàn thể hội chúng vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cung tưởng sư phụ trở về tỉnh thất. Là quê hương ta sớm, sớm ta vui
sương, vì ta mãi mãi.